Em chào anh Trương Huy Cường và các anh chị. Và Chào em. em là Hà Trần đến từ Thái Bình. Yes. Em được biết đến hệ thống qua anh Báo ạ. Thì hiện nay thì được, thu nhập của em được khoảng 3 đến 5 triệu một tháng. Em làm photo đánh máy. Nhưng mà em bị khuyết tật một tay nên là em làm rất là vất vả. Thì anh Báo có nói chia sẻ với em là nếu mà em vào hệ thống em làm việc nghiêm túc em sẽ được thu nhập đấy và em có khi là em sẽ nhàn hơn và có thể là hơn. Thì em mong muốn là anh chia sẻ cho em làm thế nào để em có thể trong 3 tháng em có thu nhập 5 triệu một tháng. Em chỉ nghĩ một cái giấc mơ nhỏ thế thôi ạ. Vâng ạ. Em xin hết. Em tay em bị làm sao? Đã em bị liệt tay trái, cái tay trái của em là không giơ lên giơ xuống được. Cái tay trái này của em là không cử động được, tức là nó em chỉ có tay phải thôi. Tay phải này thì bình thường đi lại em đi lại được. Nhưng mà cái tay trái của em là do hồi bé em bị xài ấy, bị chạy hậu ấy. Em bị liệt, em bị sốt bại liệt nên là em bị liệt từ hồi lúc em 8 tháng. Ok, bây giờ anh sẽ mời một bạn liệt tứ chi. Đấy, bạn ấy chia sẻ, bạn ấy làm thế nào và bây giờ thu nhập của bạn bao nhiêu. Xin mời tư vấn viên cao cấp Hiền Lương. Hiền Lương, đấy, bạn chia sẻ cho một người bạn mà bị liệt tay trái. Thế còn Hiền Lương liệt tứ chi từ bé ngồi xe lăn. Đó, bây giờ làm cách nào để thành công? Xin mời Hiền Lương chia sẻ. Em đã làm như thế nào? Rồi. Đấy, Hiền Lương mở mic cũng phải người nhờ người mở đúng không? Đấy, mà làm sao làm được Siri. Rồi, xin mời em, Hiền Lương. Dạ vâng ạ. Anh ơi, có thể cho em nghe lại được không? Bởi vì là mọi người đang lấy hàng anh ạ. Tức là ở đây có một bạn bị liệt một tay trái. Đấy, bạn làm photocopy, lương một tháng 3 cho đến 5 triệu. Và bây giờ bạn ấy mong muốn là bước đầu ra là kiếm được 5 triệu một tháng ở Siri. Thế thì bạn ấy một tay như vậy đúng không? Đấy, và bây giờ thì em là liệt cả tứ chi, cả chân, cả tay. Thì em làm như thế nào mà em thành công được cho đến ngày hôm nay? Em có thể chia sẻ giúp bạn ấy. Xin mời Hiền Lương. Vâng ạ. Em xin cảm ơn thủ lĩnh cho em chia sẻ. Em xin chào cả nhà trên Zoom ạ. Em rất là hạnh phúc từng giây từng phút một từ khi mà em vào CVD. Có lẽ là bạn ấy còn được đi học bởi vì bạn bị liệt mỗi một tay. Còn em thì thật sự là em không được đi học nên là em luôn luôn khát khao học. Ngành nghề của em là trước đây là bán hoa quả và cái thu nhập của em thì nó được khoảng độ 5 đến 6 triệu. Nhưng mà em cũng phải thuê người vì là mình không tự phục vụ được. Thế thì em có một khát khao là em mong muốn là mình làm cái gì đó có thêm thu nhập 5 triệu một tháng thôi cũng được. Thế nhưng mà sau thì càng ngày thì càng khó khăn hơn về cái việc kinh doanh. Thì là em không có kinh doanh hoa quả nữa, mà khi mà em biết đến tập đoàn CVD thì em chỉ có mỗi là 500.000 tiền trợ cấp đó. Em có 1 triệu nhưng mà vì là em giúp đỡ một bạn ấy hoàn cảnh khó khăn hơn em, mà bạn ấy lại có con nhưng mà lại một mình, thế cho nên là em lại giúp bạn 500. Và khi mà vào đây thì em chỉ có thêm như vậy thôi. Và khi mà vào thì bắt đầu em chia sẻ thị trường ấm thì không ai đón nhận. Và bắt buộc là em chia sẻ thị trường lạnh. Em ngày nào em cũng lên Zalo, Facebook và em sẽ làm quen, làm thân. Dần dần sau đó em chia sẻ thì em có được cái thị trường lạnh. Họ đã đón nhận rất là tuyệt vời và họ đã dùng sản phẩm có kết quả. Và họ lại lan tỏa tiếp. Như vậy thì là em đã có kết quả rồi. Một chút về kết quả rồi thì bắt đầu là em làm thị trường ấm. Và bây giờ hiện tại ở Sóc Sơn nhà em thì em đang có gần 90 người dưới hệ thống em ạ. Đó. Tôi bảo là thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường người Sóc Sơn mà chả thấy chị em gì cả. Đây chị Hoàng ngồi lên đây. Đây là một, chị tầng 2 của em. Chị này là chị. Sao chị này bảo là chả giúp đỡ chị em là thế nào? Chưa huy cường người Sóc Sơn mà cha đấy giúp đỡ chị em gì. Ok, giúp đỡ ấy, có rất nhiều cách giúp đỡ. Và vào đây bao giờ chị chỉ cần bán hình ảnh người Sóc Sơn chúng ta mà người ta muốn được gặp mà không gặp được ấy, đấy là chị sẽ ra tổ chức khổng lồ. Là chúng em muốn quốc tế hôm nào về Sóc Sơn để chia sẻ với chị em chúng em một buổi như vậy.
Rất Thúy ạ. Hiền Hiền Lương chia sẻ tiếp vào cái cách Hiền Lương ngoài cái việc chủ yếu là đầu tiên dùng Zalo, Facebook để kết nối làm bạn và chia sẻ đúng không? Vâng ạ. Có gặp nhiều từ chối không Hiền Lương? Có nhá. À rồi. Có gặp nhiều từ chối ạ. Thế em ngày xưa em có không được đi học à? Dạ em không được đi học một tí tẹo nào luôn ạ. Thế em có biết chữ không? Dạ em có biết chữ ạ. Bạn ấy bị thứ chi làm sao đi học được? Làm sao em biết chữ? Dạ bởi vì là lúc bé em nhờ anh chị nhà em cứ thấy cái hình ảnh tranh tranh đẹp đẹp thì em cứ nhờ anh chị đọc, thì anh chị lại không đọc cho, bảo là không hay. Thế là em tức quá, em ấm mức em không làm nào được. Em bảo mẹ em là mẹ mua chữ cái về để cho bố dạy con chữ cái. Rồi em tự bố em dạy em thuộc chữ cái thì em tự tự học ghép. Tự học ghép và sau đó thì em mới hỏi các em nhà em bảo là thế bây giờ làm thế nào để sau này mình nói chuyện mà người ta có thể dễ nghe mà mình lại không bị là người ta bảo mình là không có học. Thế thì các em có nhiều chú em đâu bảo nếu mà thế thì chị cứ học sách văn cho em. Thế là em cứ đọc sách văn hàng ngày đấy ạ. Em cứ đọc sách văn từ khi mà có sách văn là em học em đọc chỉ đọc sách văn không là đọc đến lớp 12 ạ. Ta tự đọc sách văn đến lớp 12. Vâng ạ. Thế bây giờ học ở CV ở S69 em học tập như thế nào? S69 thì em không biết là tả lỗi như thế nào nữa. Sẽ cho em niềm tin nhiều hơn và bây giờ thì em có một cái năng lượng rất là cao mà đặc biệt thì rất là em rất là môi trường S69 cảm ơn đã cho em được học ở cái môi trường là thứ nhất là em tự bây giờ là em tự nấu ăn sáng được này. Thứ hai là cái vệ sinh cá nhân là em tự làm được bởi vì ở đây là học học phát triển bản thân nên là em tự làm được nên là bây giờ em không phải phụ thuộc đến người khác mà giúp em những cái việc cá nhân nữa. Thế bây giờ tư vấn viên cao cấp rồi thu nhập tháng là bao nhiêu? Thu nhập tháng của em là hơn 10 triệu anh ạ. Hơn 10 triệu. Đấy, bước đầu này mục tiêu bao giờ có ô tô em? Mục tiêu của em là trong cái tháng này em đang quyết tâm lên cái K8 này ạ. Quyết tâm lên nhà tư vấn chuyên nghiệp tháng này đúng không? Vâng ạ. Rồi, nhà tư vấn chuyên nghiệp trung bình là có 30 triệu trở lên. Rồi, chúc cho Hiền Lương thành công. Vâng ạ. Em xin giới thiệu với lại thủ lĩnh quốc tế với cả nhà. Đây là chị Hòa. Chị là người bán bún và chị là một ngân hàng bạch. Khi mà được tư vấn viên tầng 1 của em đứng đằng sau chị ấy đấy ạ. Là chia sẻ sản phẩm và chị về chị dùng. Chị dùng được chị được bao nhiêu tháng chị bỏ thuốc tây mà. Chị bỏ dùng CBD là bỏ luôn thuốc tây, không dùng một tí thuốc tây. Liều thế, chị bị vấn đề gì? Viện khám là cho chỉ số bình thường thủ lĩnh ạ. Rồi, cảm ơn mấy chị em nhưng mà chúng ta phải hết sức lưu ý nha. Nếu mà đang huyết áp cao là không được bỏ thuốc tây. Nếu như đang tiểu đường nặng phải chích, phải uống những cái viên để nó điều chỉnh những cái thứ cấp bách ấy, là tuyệt đối không được bỏ thuốc tây cho đến khi bao giờ mà bác sĩ tây y bảo không cần uống nữa hoặc là giảm đấy, chứ không chúng ta lại nhầm chết dở đấy nhá. Đấy, nhưng mà rồi chúc mừng chị là người may mắn. Ok đấy, bạn Hà Trần hiểu chưa? Bạn Hiền, bạn ấy làm bằng cái gì? Hiền Lương, bạn ấy dùng Zalo, dùng Facebook để bạn ấy kết nối. Rồi dùng Zalo này, dùng Facebook là để kết nối này đấy, rồi sau đó phải học mình mới có để giúp cho mình vừa sử dụng sản phẩm vừa học thì mình mới có niềm tin, mình mới biết được rằng là đây mình có một cái cơ hội mình có thể trao cho bất kỳ ai, cứ ai cần tiền và ai cần sức khỏe thì mình trao cho họ, thế còn họ đón nhận hay không ấy là nhân duyên của